Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit của Chi. Hôm nay mình nhận con Acer Aspire 4349 nha các bạn. Hiện trạng của cái men này đã đang là chạm nguồn 19 nha các bạn, và tổng trở nó khoảng mấy trăm ôm nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đo cho các bạn xem. Cái men này thì cũng có kỹ thuật nha các bạn, đã có kỹ thuật sửa chữa sơ rồi nha các bạn. Mình nhận lại. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái tổng trở. Rồi các bạn quan sát đồng hồ của mình. Thì mình sẽ đo vào nguồn 19 này nha các bạn. Đó. Tổng trở hiện tại là khoảng mấy chục ôm nha các bạn, chứ không tới luôn mấy trăm ôm luôn. Ba mấy ôm, 34 ôm nha các bạn. Ok, mình sẽ tiến hành mình sẽ tháo cái khu vực fan tản nhiệt và CU ra nha các bạn. Tháo ra mà luôn. Mình sẽ tháo CU ra ngoài nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo lại xem tổng trở nó như thế nào. Ngay khu vực 19 nè. Đó, nó khoảng 200 ohm nha các bạn. Đó, 19V khoảng 200 ohm. Khoảng 200 ohm. Rồi xem có cung dây nào nó 280 mấy. 230 mấy. Cái mấy. 230 mấy ohm. Ồ, 210 mấy. Là mình thấy cái cuộn dây nguồn CU này nha các bạn, tại BL154. Ủa, không phải, sorry. BL như đây. Ồ, có kỹ thuật nó bóc cái cuộn dây này nha các bạn, để mình đo coi. BL7 nha các bạn. Còn 154 là con điện trở BR154. BL7 nha các bạn. À, mình thấy cái tổng trở nữa nè. Gần bằng là dưới cái tổ nguồn 19 nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái con phét này coi có bị thông không nha các bạn. Wow. Con phét nguồn 19 đầu vào này nha các bạn. Đó, con phát nguồn 19 đầu vào tại cái nguồn BL7 này nha các bạn. Nó có vấn đề nè, sọt DS này nha các bạn. Đó, DS nó bị ngắn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ tháo cái con này ra. Đây là con gì đây? BQ31 nha các bạn. Con này là BQ31. Mình sẽ tiến hành tháo con BQ31 này ra.
Rồi mình đo lại nha các bạn. Rồi tổng trở nguồn 19 đã lên hàng ký rồi nha các bạn. Ok, đây khu vực đây đó đã lên hàng ký rồi nha các bạn. Đó bây giờ mình sẽ đo con phét, đo DS này, mình sẽ đo ngay con phét nha các bạn. Đó DS nó thông rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ kiếm một con phét khác mình thay vào vị trí này nha các bạn. Khả năng là nó chỉ bị cái vị trí này thôi, sau khi mình thay vào mình sẽ gắn vào mình test xem cái men có hoạt động không nha các bạn. Đây mình sẽ lấy một con phét khác gắn vào. Rồi máy ăn nguồn nha các bạn, mình đo xem có nguồn vòn gì không. Năm vòn rồi, có 3 vòn 5 vòn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ gắn CPU RAM vào xem cái men có sức hành không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn, xem cái men có xuất hình hay không. Rồi cắm nguồn, rồi kích nguồn nha các bạn, máy ăn dòng rồi. Rồi men đã hoạt động, rồi máy đã lên Acer nha các bạn. Rồi như vậy nguyên nhân ở cái con Acer này là do bị chết con phét nha các bạn, nguồn 19, sau khi mình đã xử lý thay con phét khác nha các bạn, thì cái men đang hoạt động và xuất hình.
Đây mình sẽ mở lại cho các bạn xem một lần nữa. Rồi, ok nha các bạn. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.